Thưa chào các bạn, hôm nay Thư về bên thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Thì ở bên đây á, nó trồng chuyên trồng về lúa và cây hoa màu, chủ yếu là rau xà lách son và rau diếp cá. Mấy cái mương này dễ có cá lắm nè. Vô nhà giờ mình lấy mấy cái cần câu để mình câu cá. Mình có mấy con nhái hồi hôm út cắt rau xà lách son với rau dấp cá đó, trong mấy cái bụi rau. Mấy con nhái nó nằm ở trong mấy cái bụi rau nè, cắt cái mình bắt nó luôn. Giờ bây giờ mình có mồi để mình đi câu cá. Chắc mình cắm ở đây một cần đi. Cắm ở đây vòng vòng đây một cần câu. Chỗ này mình cắm cái chỗ nào nước sâu sâu á, có cá. Nó có mấy con nhái nè. Được 6-7 con gì vậy. Hồi tối út ổng cắt rồi bắt ông để em đây nè. Nhảy. Mình câu cá mà câu mấy con nhái này nè. Có mấy con nhái nè. Đó, câu cá mà câu nhái là đúng bài luôn. Ok, đâu rồi? Đèn. Ơi, gọi nữa. Đây rồi, để thằng nó nhảy ra. Móc ngay đây, móc ngay cái đít nữa nè. Đó, rồi mình thả xuống đây. Bỏ dép. Đó. Đó, mấy con nhái hồi có cá nó cắn. Thả nó đi, một cần. Đi dài xích lại đây một chút nữa mình kiếm một cần nữa.
Đấy. Được. Trời ơi, nhảy lung tung, nhảy lung tung. Không phải dễ ăn anh này đâu nghe. Mày hả bử. Mình móc ngay cái xương sống ở dưới đây nè. Nó mới đó. Nhét sâu sâu vô đây. Đi được 3 cái cần, 4, 5 cần, 6, 7 cần gì. Đây cái này, ngay châu đám lục bình. Ngay đám lục bình này coi, được 1 cần nữa không. Nó không vô. Ông chạy nè. Ông giọt 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 đi. Đây đi, cầm. Ồ bên đây cái mương này cũng im nè. Mương này có cá à nha. Nước ở bên đây sâu này chắc có cá nè. Ồ, chỗ này im ạ, à, có cá nè. Mình cắm cái mình cắm cho nó sâu sâu vô một chút. Để hồi cá nó có cắn thì nó gịch thì cũng không có mất nó gịch mất cái cần nè. À. Này rau cần nước nè. Mọc gì mà cũng tốt ghê chứ. Đi qua mé bên này nè. Đi vô mé bên này. Bên này chứ cá nhiều nè. Ồ. Mình cắm cái cần này nữa ha. Rồi. Rồi, bây giờ mình vô. Mình chờ cá nó cắn câu. Bây giờ mình vô nhà mình chờ cho mình chờ cá nó cắn câu đi rồi mình ra mình coi anh Nam với cậu Ba cắt rau. Cá cắn câu rồi kìa. À, không biết con gì đây. Xuống nè. Ô, cá ngô, cá ngô. Con cá ngô. Bắt được con cá ngô. Ôi. Trời ơi, cái cạnh con cá ngô này nó bén lắm. Được à, mương này. Nhưng mày có cá nè. Để mình bắt thêm cho. Hết nhái rồi giờ mình bắt ốc đi. Bắt ốc. Có mấy con ốc nè, mình vô mình câu. Mình đặt ra mình câu cá. Tiếp tục. Được rồi. Đó, nãy cái cần này mình dính được cá rô rồi nè nha các bạn ơi. Giờ mình lấy ốc mình câu. Lấy mồi ốc mình câu cá. Hết nhái rồi. Giờ qua ốc.
Mình cũng câu ngay chỗ này đi, chỗ này có cá nè. Rồi, đi. Đi thăm mấy cần câu khác. Ô, cái này có cá nữa nè. Dính nó. Đó, 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 đó. Đi. Đây nè, đây. Dính được con cá lóc cẩn. Trời. Bắt ốc. Giờ hết nhái rồi bắt ốc câu tiếp. Giờ về con cá lóc cẩn, nãy được con cá gô. Giờ con cá lóc cẩn. Bắt. Ấy da. Bắt ốc. Câu tiếp. Mình đi bắt con ốc, mình đi câu tiếp. Giờ mình đi kiểm tra mấy cái cần câu của mình coi có cá không nha. Cái hai con nhái còn y thinh à. Chưa. Cá sau cắm sau vậy mà không có cá. Hồi mình đổi cái cần. Mình đổi nó đi. Đổi chỗ đi. Đổi sâu sâu xuống. Có mấy cây cần câu nó không ra. Cái cần này nó có ý chưa có, cái cần này cũng chưa có luôn, còn con ốc. Chưa thấy cá giật. Đây coi. Ê. Ê ê có một con ếch. À dưng 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 dưng. Trời ơi. Dưng dưng. Dưng. Ô. Nhảy. Ê, trời 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 trời. Trời ơi, nhảy sao mà nó dưng. Dưng da. Dưng la tùm lum chứ. Ừ, có một con ếch. Một con ếch. Trời ơi, ổng nhảy làm sao mà. Ổng nhảy làm sao mà nó dương. Dương, dương lá nè. Siêu nhân. Một anh siêu nhân. Được một anh ếch. Ê, cái cần này không có. Đâu có con cá. Cá kìa. Cá nó cắn. Có cá. Đó, đó, đó. Đó. Chết, chết, chết. Ô, ô. À, mày đã ăn. Ê, ê. Ê, ô, ô, ô. Ê. Một em cá. Ồ, có con cá nó giật cần. Ê, ê, được con cá lóc. Ê, ái gì. Ôi. Trời, đá gì. Nãy được con cá lóc. Bây giờ mình được con cá này nữa. Bây giờ để cái thùng nãy đâu rồi đó, cái thùng ghê của mình bỏ vô. Coi em gỡ. Ôi. Ôi, được. Mình cần cá. Một con cá lóc. Con này bự à. Có mấy cái cần này có không?
không có thôi mình gỡ luôn đi, mình gỡ cần luôn đi đi. Nghĩ trời, gỡ cần luôn đi, thu cần luôn. Đi qua đây mình thăm, còn có cây cần câu bên đây, mé nãy đây dính cá. Gì chứ đây còn cái có con cần à. Ôi à, cá dính câu rồi nha nha, cá dính câu rồi nha bạn ơi. U ê ê con này bự dữ. Ê ê ê rồi chút xíu nữa là lại không kẹp là vụt con này rồi, có rách cái miệng nó luôn. Ồ oh, được ba con cá lóc, một con cá gô, một con ếch. Rồi thôi nhiêu đây mình đủ rồi, có chiến lợi phẩm rồi. Mà mình đi thu cần hết luôn đi rồi mình vô mình chế biến mấy con cá này. Nhiêu đây được rồi. Ồ oh, đây có cần nè. Mà cái con này không biết có khóa không mà sao cái cần này nó chìm dữ vậy ta. Hà không có gì hết, nhái nổi lên chưa. Con này nó còn sống để đi chiều tối mình xử lý nó, mình làm mình đi câu tiếp. Gỡ cần mình đi câu tiếp. Rồi xong. Dạ. Mình chặt mấy cây, mấy nhánh tre, mình chuốt nhánh tre để hồi mình nướng cá. Cá mình nãy mình câu được đó, thì giờ sẵn về đây có thấy mấy có bụi rơm, nhà có rơm nè, mình chặt ra mình nướng cá luôn, cá lóc nướng rơm. Đây giờ mình đi, mình chặt sẵn rồi, mình để đây đi, mình đi qua bển mình ôm một nắm rơm về. Như đây nữa là được. Nắm cá lóc nướng rơm. Đó. Ủa. Cái nắp này anh Nam anh làm nhỏ. Ôi cái con này nó muốn xỉu rồi. Con này nó muốn chết rồi nè. Để nãy giờ lâu. Ba con được rồi. Nè có con cá lóc mini nè. Thôi con này mình bỏ lại đi. Mình nướng ba con này thôi. Con này để đi. Rồi ba con. Mình đi ra chỗ này mình nướng nè. Ôi ơi, giờ này mà không còn nhảy đạch đạch. Đó. Đấy, bắt con cá. Ừ.
chạy xuống đây à, cho nó xuống một chút đó. Mình chắc cho nó dễ dẻ để cái khúc này cái đầu nó nín, cho nó xuống một chút. Thêm một cái nữa. Nhớ muốn không? Đây. Chưa. Trên đây. Rồi. Cá nó nhảy à, nhúc nhích rồi đó. Mình chất gom nó dẻ như vậy nè, thì nó ngúng vô tới trong á, những cá nó hồi nó ấy nó mới, nó không có bị nín cá. Gió quá trời gió luôn. Cá mạnh dữ rồi. Giờ nó còn sống nè. Thấy không? Mình nó ngúng ở bên trong, nó đỏ ở bên trong vậy đó. Để rơm thêm á. Mình phải để rơm thêm. Gió quá mình đè lại cho nó bớt cái bay cái gơm. Chưa có thấy sợ nó nín thì chắc rơm thêm vô. Thịt cá nó nứt ra nè. Mình sợ cái ruột cá nó nín đó, cho nên mình phải nãy mình ủ gơm ở dưới đó, nó dày. Thì mình để nó ninh một hồi, nó không có bị nín con cá. Xong. Vàng cá ghê. Cái da cá này nó vàng, nó ngon không? Bây giờ mình đi ra mình cắt rau dấp cá để mình ăn cùng với cá lóc nướng nãy nha các bạn. Bên đây là có máy đang xới ruộng nè. Làm lúa vụ hè thu. Ở đây là ruộng lúa cò bay thẳng cánh.
Rau giáp cá này mình ăn, mình trị bệnh trĩ, bị bón. Rồi trẻ em thì mình trị sốt, ho. Rồi phụ nữ thì điều kinh nguyệt nè. Rồi đẹp da, mình đắp lên da mặt á, đẹp da đó. Hái thêm vài cọng rau cần nước để mình ăn chung với cá. Rau đây tốt ha. Quá trời tốt luôn. Cắt vài tàu lá chuối để mình trải ba con cá của mình ra. Mình đi về mình lường lại, đi hôm nay mình để lên cái nia để mà mình để cá vô. Rồi. Để ba con cá của mình ở đây. Ba con cá của mình vậy, hét dữ à, chà chà nó coi. Ba cá ngon quá đó. Mình lấy cái con này nữa. Cái cây này à. Mình cạo nhẹ nhẹ vậy nè cho nó ra cái dãy khét. Mấy con dao nhỏ nhỏ nè, mình cạo nó ra, cạo nhẹ 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 nhẹ, đập 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 cho nó bể cái dãy này, nó giòn đó. Nhẹ nhẹ thôi để thôi nó đi luôn cái da con cá hết ngon. Rồi rút cái cây tre ra. Hai con rồi, hai con lớn con nhỏ, giờ thêm con này nữa. Thịt da nó vàng ươm ha, nhìn ngon, cá lóc ngon hết biết. Hồi cái mình làm thêm cái nước chấm nữa, nước mắm me. Hồi mình làm nước mắm me, mình ngồi ngoài đây mình ăn gió hiu hiu ha. Rồi xong ba con cá nướng rồi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị rau sống, bún với lại là nước mắm me để mình ăn cá nha. Bây giờ mình đi rửa rau. Mình rửa rau.
mình rửa rau để hồi mình ăn ăn cá nướng. Rửa rau tiếp. Ừ. Mình rửa rau cho sạch cái bắt đầu mình vô mình ăn với cá. Ở đây có mấy trái chuối rồi. Hồi mình gọt chuối này mình ăn với cá nướng luôn. Mình lấy miếng gơm để mình nhúm lửa, gió quá. Ôi da, phải có gió quá nó mới thấy rồi. Mình để cái chảo của mình lên, mình nấu miếng mắm me. Đó, để mắm me. Mình thích ăn chua nhiều thì mình để me nhiều một chút, mình nấu cho nó tan ra. Mình nấu cái này cho nó tan ra. Cái nước này nè, nước me nó ra rồi nè. Me nó tan ra nè. Bây giờ mình cho nước mắm vô. Cho vô 2 muỗng canh nước mắm. Mình quậy cho tan ra, có hỗn hợp này tan ra. Mình nấu cho nó sạch sạch lại là được. Nấu cho nó cái nước mắm me của mình nó kẹo lại một chút. Ai thích vớt cái hột me này ra thì vớt. Còn Thư thì Thư không thích, Thư cứ để gì. Để cho người ta biết mình ăn mắm me. Đã thấy không? Nè nó sôi tim lên rồi nó kẹo lại gì nè. Mình chấp nó vừa ăn luôn, nó ngon. Rồi xong ha. Cái đầu mình múc ra chén. Nè, đó. Rồi. Đây. Rồi bây giờ mình thích ăn tỏi ớt thì mình cho tỏi ớt vô trong mắm me. Đó, rồi mình quậy ra. Rồi mình chẻ con cá này ra nha. Mình chẻ con cá này ra mình ăn. Thành quả của mình, thành quả lao động của mình đây. Nãy là dính được 3 con cá lóc và 1 con cá rô, thêm 1 chú ếch. Nhưng mà mình nướng 3 con cá thôi. Còn 2 cái con kia thì để đi cho anh Nam anh tính gì đó anh tính. Rồi. Bánh tráng cầu tre. Cái bánh tráng này, cái loại này đặc biệt. Nó dai, nó ngon. Bánh tráng Mỹ Tho. Mình nhúng miếng nước. Bánh tráng này là bánh tráng nhúng nước. Giờ mình cho miếng rau sống. Mình thích ăn cải xanh. Mình ăn sống mình thích ăn cải xanh. Rau diếp cá nè. Rau diếp cá ăn cho đẹp da. Cái này gọi là có chỗ thì gọi là quế đất, có chỗ thì gọi là xá xị, húng lũi, tía tô. Mỗi một loại rau có một cái vị thuốc nam. Mình ăn nhiều loại rau thì nó sẽ có vị thuốc nam. Mà phụ nữ mình ăn nhiều rau thì càng tốt. Đẹp da, tốt cho sức khỏe. Cho miếng bún. Và sau đó là cá lên. Cá lên dĩa. Dạ. Cá lên gỏi cuốn. Đây, thêm miếng chuối chát. Đây. Chập vô.
Đây nè, cái rau cần hồi nãy quên ha. Rau cần nãy mình hái đó. Mình cho thêm vô một lá nữa. Thưa mời các bạn cùng ăn với Thư nha. Đây. Không gì bằng cá lóc nướng chấm mắm me ngồi dưới mấy không gian như thế này, thật là tuyệt vời đúng không? Một ngày tại thị xã Bình Minh, các bạn có thấy vui không? Nếu các bạn thấy vui thì nhớ bấm like và subscribe cho Thư nhiều nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.